Hello, xin chào quý vị và tất cả các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Lý Kim Đồng, vlog kênh chuyên sửa máy cày nhé. Hôm nay là mình lại có một chuyến hành trình đi sửa máy cày. Úi, trong nương, tí nước ngã. Đường đang đi rất là khó, xe máy thì để trên này nhé, bây giờ đi bộ. Các bạn nào mới vào nhớ cho mình một đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha, để ủng hộ mình. Đây bây giờ là mình đang từ trên này xuống nhá, toàn cảnh rất là đẹp đây, cả hai cửa này thôi là trên. Vừa cài hết chỗ này xong rồi đến chỗ đấy bóc cô là nó không ăn đúng không? Thế này nó phải dừng ở đây. Mày còn ở chỗ khô, bỏ ra xem nào. Thì con này là hiện tại là nó không không cắt côn nhá, không ăn côn nữa. Cài từ trên này xuống này, đến đây là nó tự dưng nó mất như thế. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó bị như thế nào. Ôi, nó chưa kẹp cứng đơ sao? Nó không 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 nhả lên ấy. À, thế cái này bây giờ phải tháo được cái này rồi, mình lại đéo cần cái T10. Khả năng nó tuột cái ong rồi. Cái nhà cường thế này có tên mường nhỉ, lại không cần tên 10 đâu. Đi đâu ấy? Trong đâu đây, trời mưa này trời nào cái đường đấy. Không có à nhỉ? Thế chú lại chạy về nhà lấy anh cho anh ấy tên mười. Có, không không dùng chìa khóa đâu. Lấy cái tên mười với lại một cái tu vít đóng với lại một cái búa nhá, để chín đóng cái ốc côn này. Thì con này là bây giờ là nhá các bạn nhá, con này là nó bị bây giờ bóc côn này nó như này, nó lỏng lẻo luôn. Với lại đây là nó không không nhả được cái này nhá các bạn nhá, không có tác dụng gì nữa. Cho nên là bây giờ mình chắc phải tháo để xem kiểm tra đây cái trục cơ này, cái trục số này xem là nó có bị tuột vật trong không. Nếu mà máy nào mình cũng gặp cái loại này, như thế này mình gặp cũng rất nhiều rồi, nó hay bị tụt cái ốc ở đằng sau đít này, là nó sẽ không bóc được côn nữa. Bây giờ nhá, côn nó như kiểu nó dài quá này, cắt bóc không có tác dụng đấy. Cho nên là con này mình cần để thiếu đồ. Con này là máy 186 nhé các bạn. Thì trong tất cả các loại máy 186, 178, 170, 190 nó đều là động cơ nó giống nhau hết, chẳng qua nó to với bé thôi. Thì nó tất cả những cái đầu là nó đều là giống nhau cả. Trừ cái loại máy chạy bằng xăng thì nó đầu nổ nó khác thôi. Thì cái này là máy chạy bằng dầu. Thì trong tất cả những cái loại máy chạy bằng dầu thì nó từ 170 đến 190 là chạy bằng dầu hết nhé các bạn. 173 từ 173 đến 190 là chạy bằng dầu. Đấy là tất cả những cái động cơ nó hoàn toàn là giống nhau hết. Đấy. Cho nên như máy 173 nhé, 173 là cái côn của nó sẽ không vào con 186 này nhé các bạn nhé. Đấy. Con này nó côn của nó vào từ 178 trở lên là côn số nó vào nhau hết. Mười cái đầu nổ là nó to, thế nó to thôi, còn không là côn này số này như cái bánh trục dúa trong này là nó đều là giống nhau hết đấy, nó cũng vào nhau hết đấy. Thì có một số bạn nào cũng đã hỏi mình bảo là máy máy một tổng bơm
cao áp của máy 178 có vào được 186 không? Thì nó vào được nha các bạn nhé, nó vào được, nhưng mà các bạn phải biết kê để cho nó kê lại những cái gioăng này để cho nó bằng nhau, để cho nó dài bằng nhau, bởi vì cái 178 là cái trục ắc có cái lò xo nó ngắn hơn một tí, cho nên là các bạn phải bỏ bớt đi một cái gioăng đồng để lắp vào là nó nổ hết nhá. Từ 178 là nó sẽ kim cái tổng bơm là nó vào nhau hết nhá các bạn. Đấy. Thì bây giờ đang sửa mấy cây ở trong này. Thì bây giờ hiện tại là cũng đang đi chờ cái đồ để mà tháo tháo cái ốc này để kiểm tra. Đây nhá các bạn nhá, con này là nó bị tuột cái ốc này ra nhá các bạn. Nó bị tuột ra ngoài này. Cho nên bây giờ mình vừa mới đóng xong. Đấy. Bây giờ vừa đóng xong là nhả bình thường rồi nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ nó nhả. Đấy. Lắp vào. Lắp vào. Để dưới. Đấy, như thế. Cho vào cái khe đấy. Đầu này lắp vào đâu. Đảo. Xoay phân. Bẩn lên chứ. Bẩn lên chứ. Nó có mấy em xin lâu đi không? Sao ấy? Nguyên ấy vào dế thế này. Tháo hai cái ống này ra. Tháo ra đi. Có hàn đó mà. Nguyên anh đúc vào dế thế mà. Như vậy là đá hoạt động rất tốt nhé các bạn nhá. Côn bây giờ là bóc được này, đấy giữ được đi tiến lùi các kiểu là được nhá. Bây giờ côn là nó ăn rồi, nó không như lúc đầu nữa. Và con máy này cũng bị ra khói trắng một tí. Con này là chắc bị sách mang dầu rồi. Thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Đấy, chúc các bạn luôn thành công nhá. Các bạn nhớ xem video của mình, nhớ cho mình một đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhé. Thì bây giờ là cũng đã hoạt động rất tốt rồi. Côn bây giờ là nó ăn côn. Như ban đầu là nó không ăn côn nhé các bạn nhé. Đấy. Mới ra khói nhỉ? Ừ. Nó bảo tao bộ cua nó liếm mà nó. Nó là tiếng này nó